Rồi tiếp tục thầy sẽ đọc rồi các bạn làm chung với thầy nhé. Từ từ thôi, thì cách làm giống như bữa thầy nói. Mình sẽ đọc từ từ rồi các bạn sẽ ghi đáp án vô ha. Làm từ từ và ghi đáp án vô. Cũng sẽ đọc từng khổ và đối chiếu trong cái bài này. Nó nói cái gì? Chứng chỉ chuyên nghiệp ha, professional credentials. Chứng chỉ nha các bạn. Chứng chỉ chuyên nghiệp có nghĩa là chứng chỉ. Nói chung là về trình độ chuyên môn ha các bạn. Chứng chỉ chuyên nghiệp là về trình độ chuyên môn. Lời khuyên cho những người nhập cư ha, immigrants, người nhập cư. Như là một người nhập cư đến Bắc Mỹ ha, bạn sẽ cần đảm bảo rằng là cái người làm việc, cái người chủ công ty và tổ chức như là cao đẳng đại học. Những cái chỗ này thì công nhận, hoàn toàn công nhận cái chứng chỉ quốc tế của bạn ha, professional credentials. Những cái này có thể là những chứng chỉ có yếu tố thương mại ha. Nhưng cũng không chỉ this maybe những cái chứng chỉ này bao gồm là chứng chỉ thương mại rồi chứng chỉ hay là bằng cấp về giáo dục educational qualifications. Cái qualification là nói chung luôn á, nói chung về bằng cấp giáo dục ha, về bằng cấp nó bao gồm bằng đại học degree. Degree course, degree đó các bạn, bằng đại học. Diplomas. Bạn nhớ ghi nghĩa là như vậy ha. Degree mình hay gọi là bằng đại học thì mình sẽ, người ta sẽ gọi là degree. Đây là thuộc về giống như bằng cử nhân ha. Còn đây thì nó lại tương đương với bằng của cao đẳng đó. Là bằng diplomas cấp 3 hoặc là cao đẳng mà bạn đã hoàn tất hay là hoàn tất một phần. Completed hoặc là partially completed. Partially completed. Rồi có đáp án. Có. Có hai đáp án nha các bạn. Có một đáp án chứ, cái này có một đáp án trước nha. Câu 15. New arrivals. Arrival là chuyến đi đến đúng không? Nhưng mà cũng có nghĩa là những người đi đến, những người mới á, mới đến North America thì cần phải đảm bảo rằng là cái bằng cấp học thuật Academic Qualification là tương đương với Educational Qualification là nó luôn ha. Hoặc là cái gì của họ là được chấp nhận, không ghi hơn hai từ. 15 này rất là dễ ha các bạn. Đó, nó có đề cập trong cái dòng này nè. Nó phân ra giữa bằng cấp đại học, bằng cấp giáo dục và cái gì?
Các bạn cứ ghi từ từ nha. Quan trọng là mình làm đúng nha. Ở đây hồi nãy nó có đề cập đến đúng không? À, những cái gì được chấp nhận nè. Hồi nãy bên trên đây nó kêu là các công ty và tổ chức như là đại học, cao đẳng đại học thì công nhận ha, chứng chỉ quốc tế của bạn. Thì những cái này bao gồm là chứng chỉ thương mại và hoặc là bằng cấp giáo dục. À, vậy thì các bạn đoán là gì? Rồi, chính xác. Trade certificate. Cái này dễ thấy mà các bạn. À, cái này thì bằng cấp thương mại cũng như là bằng cấp giáo dục. À, được chấp nhận thì đây là cái chữ accepted, là tương đương với recognized, được công nhận ha. Thì bài hôm nay các bạn cũng cứ ghi chú từ vựng giúp thầy trước ha. Thầy đọc tới đâu các bạn cứ ghi chú tới đó giúp thầy nhé. À, cứ ghi chú giúp thầy ha. Rồi, chính xác. Thường là it is common for, thông thường thì cũng có việc, nói chung là cái thông thường thì người ta cũng tuyển dụng những nhân sự ha. Personal, personal là nhân sự, hiring là tuyển dụng, việc tuyển dụng ha. Thông thường thì họ cũng tuyển dụng những nhân sự mà có ít ít ha, hoặc là chưa có huấn luyện. Có ít hoặc là chưa huấn luyện trong việc đánh giá về trình độ học thuật được lấy bên ngoài Bắc Mỹ. Nhưng cùng lúc đó, có nghĩa là thông thường thì lúc mà tuyển dụng nhân sự thì có thể nhân sự đó có ít hoặc là chưa có cái trình độ học thuật ha. Nghĩa là người ta nói thì đi làm thì có thể tuyển dụng, có những nhân sự thì đúng là chưa có trình độ học thuật, thì academic background. Kiếm được bên ngoài có nghĩa là lấy được hay những trình độ học thuật có được bên ngoài Bắc Mỹ, à, là bên ngoài cái Hoa Kỳ đó các bạn. Nhưng mà cùng lúc đó thì những cái người chủ doanh nghiệp cũng xem, tuy nhiên thì những người chủ doanh nghiệp thì cũng xem cái giáo dục chính thức ha các bạn. Formal education là giáo dục chính thức, à, giống như formal education, giáo dục chính thức giống như là giáo dục chính quy á các bạn. À, cũng xem cái việc là giáo dục chính thức hay chính quy là rất quan trọng khi mà tuyển dụng, có nghĩa là họ vẫn quan tâm về trình độ giáo dục chính quy ha. Giáo dục là một cái điều kiện tuyển dụng cho 60% cơ hội công việc, employment opportunities, nhưng 40% nhưng 40% nhân viên hay là cái người bên lĩnh vực nhân sự nói rằng là họ không biết nhiều về cái giá trị của tài liệu được lấy chỗ khác. À, và thường họ sẽ không công nhận chúng, các bạn hiểu ha. Nghĩa là cái giáo dục thì nó là một cái điều kiện để tuyển dụng lên đến 60% trong các công việc. Tuy nhiên ha, 40% cái bên nhân sự, à, nó nói chung tổng thể luôn các ngành nghề đó, thì họ nói rằng là họ không biết những cái giá trị của bằng cấp mà lấy ở những nơi khác bên ngoài nước Mỹ. Nghĩa là bằng cấp giống như bên ngoài họ không biết giá trị nó cỡ nào để họ công nhận, cho nên thường họ lại không công nhận những bằng cấp bên ngoài ha. Mặc dù là giáo dục chính quy là tới 60% cơ hội, nhưng mà 40% cái bên người bên nhân sự lại ở bên tuyển dụng đó các bạn.
lại không có biết được cái giá trị của bằng cấp đó như thế nào, cho nên họ không công nhận. Rồi, trả lời 16, câu 16 ha. A significant number có nghĩa là nhiều á. À, nhiều công ty xem cái gì là một cái điều kiện bắt buộc. Nhiều công ty ha, à, là số lượng lớn phần trăm đó, xem cái gì là điều kiện bắt buộc. Rồi, trả lời cho thầy thử đi. Nhiều trường, nhiều công ty thì xem cái gì là điều kiện bắt buộc? À, hồi nãy mình mới đọc nè. Có liên quan tới yếu tố. Rồi các bạn cứ trả lời đi, bí quá thì. À. Nhớ ghi đúng và đủ nha, nhớ ghi đúng và đủ nha. Hoàng nhớ ghi đúng và đủ nha. Ghi đủ nha. Cái gì mới được? Rồi cái chính xác mình cần phải ghi đó là formal education, giáo dục chính quy nhé. Tại vì giáo dục không nó còn thiếu. Ở đây mình coi kỹ nè. À đúng rồi, ok. Không đúng rồi, nghe hoài. Ở đây các bạn là ghi giáo dục chính quy hay là giáo dục thì được, đúng không? Nó có đề cập đây nè. Sorry các bạn, nãy thầy quên. Có đề cập nhé. Rồi đúng rồi. Giáo dục chính quy hay giáo dục nói chung, giáo dục nói chung thì thuộc về chính quy đó, education nói chung là thuộc về chính quy ha. Còn trường hợp giáo dục gì khác đó, thì nó sẽ có phân tách rõ ra ha. Rồi, ok, vậy đúng nha các bạn. Vậy thì các bạn ghi for education hoặc là education đều được nha. À, đây nè. Nó có đề cập đến các công ty thì xem giáo dục chính quy là quan trọng. Và nó có đề cập một lần nữa là giáo dục hay là giáo dục chính quy đó là điều kiện tuyển dụng cho 60% công việc ha. Rồi vậy thì nhiều cái công ty là xem giáo dục hoặc là giáo dục chính quy, cái nào cũng được, là phần quan trọng. À, major requirement là liên quan tới important. Important, quan trọng ha, hay là very important, chính xác. Nói thầy dặn nè, tất cả các bạn, kể cả các bạn ở lớp bên IELTS, nên nói chung hầu như là các bạn đều sẽ học IELTS hết. Thì dù bài dễ hay là bài khó, mỗi bài thì nhớ là mình học xong về các bạn phải làm lại, phải dịch lại giống như những gì thầy dịch ha. Có video đầy đủ mà. Nhớ làm lại rồi bí gì đó cứ hỏi thầy là thầy sẽ hướng dẫn cụ thể ha. Rồi thầy đọc tiếp nha, hướng dẫn cụ thể này nào. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhớ về làm đủ nha các bạn, chỉ rằng thỉnh thoảng ha, những người nhập cư là bắt đầu với cái mức lương thấp, start with a lower salary level, hơn những người mà đã hoàn tất huấn luyện của họ tại Mỹ. Có nghĩa là những người mà đã học tại Mỹ ha, so với người nhập cư, so với người tại Mỹ thì nhập cư thì thường có mức lương đầu tiên là thấp hơn. Thì bạn có thể muốn là tuyển dụng cơ hội việc làm, apply for employment
opportunities. Tuyển dụng việc làm với công ty mà nhân viên công ty mà nhân viên của công ty đó hiểu được tình huống của bạn, hay quan trọng hơn là cái người biết nơi mà để gửi bạn đi để lấy bằng cấp hay là trình độ tại Mỹ. Các bạn hiểu không? Nghĩa là nó nói là nếu bạn đăng ký xin việc làm á, tại bạn có thể muốn á, là mình sẽ đăng ký việc làm tại công ty mà có nhân viên hay là có cái người cấp trên gì đó cũng được, là biết cái tình huống của mình như thế nào, trình độ mình ra sao, thì họ sẽ biết gửi bạn đi đâu để bạn học lên ha, để lấy cái trình độ đó. Thì nếu như bạn cần hoàn tất cái huấn luyện tại Mỹ, các bạn thấy trên mấy cái tài liệu này rất là quan trọng và rất thực tế cho các bạn cần phải hiểu khi mà đọc một cái văn bản nước ngoài, đặc biệt là những cái mà liên quan tới vấn đề việc làm hay giáo dục, hay là mọi vấn đề mà bên bên nước khác thì nó đưa ra để mình biết là mình họ đăng ký việc làm hay cái gì đó. Nhớ nha. Các bạn chú ý cái này. Đó, lỡ mốt mình đi, nếu mà có đi làm không nhất thiết nước ngoài mà đây là những công ty mà nó đưa ra những cái thông tin như vậy, các bạn đọc phải hiểu nó nói cái gì để mình đăng ký việc làm với mình làm việc chứ. Rồi thì đọc tiếp ha. Nếu như bạn cần hoàn tất cái huấn luyện tại Mỹ thì thực apprenticeship, thực tập sinh ha các bạn, hay là việc thực tập sinh apprenticeship. Apprenticeship cũng cái này nó còn có nghĩa là học nghề, đúng rồi, apprentice. Thuộc về học nghề luôn nha các bạn. Thì cái việc học nghề để thực tập hoặc học nghề, cái nào cũng được. Internship, sorry, thầy nhầm. Apprenticeship, học nghề ha, hay là những cái khóa học nghề mà mang đến cái kỹ năng ha, mang đến cái trình độ thương mại có kỹ năng là được nhu cầu rất là cao. Thầy đọc lại ha, nếu như bạn muốn hoàn tất hay là muốn học tại Mỹ á, hoàn tất những cái khóa huấn luyện tại Mỹ thì những cái khóa học nghề nha các bạn. Còn internship thì nó sẽ là thực tập là khác nữa. Apprenticeship, học nghề hay là khóa học nghề đó, các bạn ghi chú lại ha. Mà nó mang đến một cái kỹ năng cho mình, thì rất là nhu cầu rất là cao, có nghĩa là người ta cần cái này nhiều. In high demand. Be in high demand là nhu cầu cao ha. Giờ thầy đọc tiếp nha. Cho nên là những cái khóa huấn luyện về học nghề, apprenticeship training, những khóa huấn luyện học nghề là chương trình thực hành, hands-on thực hành nha các bạn, chương trình thực hành. Chương trình thực hành nha các bạn. Hands-on program. Hands-on program. Chương trình thực hành ha, nơi mà khoảng 10% là trong lớp học, mà lớp học này tại các cao đẳng cộng đồng. Và 90% của huấn luyện thì
làm công việc trực tiếp. Đó, các bạn nào muốn đi Mỹ thì đọc kỹ cái này để nắm ha. Các bạn nhớ tắt Miro. À. Thì nói chung đây là thông tin chung luôn, các nước khác thì vẫn có vận dụng những cái từ vựng ví tưởng như vậy. Các bạn hiểu ha. Để đọc lại nè, có nghĩa là huấn luyện về học nghề thì là chưa khóa học trực tiếp hay chương trình trực tiếp, nên mà 10% thời gian trong khóa học đó là học tại lớp, à, tại cao đẳng cộng đồng. 90% thì nó là trực tiếp tại công việc, nghĩa là làm công việc trực tiếp đó. Huấn luyện thì liên quan tới việc là làm việc cho một cái người chủ doanh nghiệp và có thu nhập trong suốt quá trình huấn luyện luôn. Thỉnh thoảng thì có một cái khoản thỉnh thoảng thì có một cái khoản giới hạn là 5 năm cho huấn luyện, có nghĩa là các bạn này thực hiện huấn luyện thì nó khoảng 5 năm. Bạn cũng có thể sử dụng cái việc huấn luyện này hay là trình độ huấn luyện này để hướng tới cái chứng chỉ, hướng tới để đạt được cái chứng chỉ đại học hay là cao đẳng, hoặc là hướng lên cái trình độ giáo dục chính quy á, hồi nãy đó. Và đây là một cái tiềm năng tốt cho job security, có nghĩa là công việc ổn định nha bạn, sự ổn định về công việc, hay là có công việc tốt đó. Job security long term là lâu dài, sau khi hoàn tất xong huấn luyện học nghề. Các bạn hiểu thông tin rồi ha. Nhớ là về vẫn phải làm lại nha. Đây thầy đọc từ từ cho các bạn nắm trước, để các bạn luyện tập trước. Bây giờ mới trả lời cho thầy câu 17. Cái người mà học tại Mỹ thì ban đầu muốn được những người mà được học, nói chung là đang so nãy cái vụ mà cái người học tại Mỹ và cái người học bên ngoài đó, thì ban đầu có thể ban đầu được đưa cái gì cao hơn những người nhập cư. Các bạn đi từ từ ha. Câu số 17. Rồi các bạn ghi đi ha. Cái gì cao hơn là người nhập cư đó các bạn? Bạn cứ ghi nhé, ghi câu 17 cho thầy. Thì bài 2 nó sẽ khó hơn bài 1 đương nhiên, nhưng mà nó vẫn ở phạm vi là các bạn đọc từ từ vẫn làm được. Giờ chính xác nha các bạn, salary hoặc là salary level đều được. Salary hoặc là salary level đều đúng nha các bạn. Lương hoặc là mức lương cũng vậy thôi. À. Chính xác ha. Câu 18. Tám này các bạn. Khóa học gì thì nó sẽ mang lại một cái sự ổn định về công việc, mới dịch cái khúc cuối đó. 18. Đúng không? Job stability, ổn định công việc, hồi nãy có chữ nào đó. Và cái khóa học gì mang lại đến sự ổn định công việc? Đó, này nó có nhiều từ vựng cho các bạn tách ra đó.
Ghi rồi ha. Thì nhớ là từ cái đợt sau Tết này là mình học theo hướng là có vận dụng lại bài cũ. Vì vậy là hôm nay làm một bài, nhưng mà đợt tới mà làm bài là sẽ có lấy lại những cái bài này cho các bạn ôn lại song song với bài mới mình làm ha. Đúng rồi hả các bạn, apprenticeship hoặc là apprenticeship training gì đó, học việc hoặc là huấn luyện các khóa học học việc hoặc là khóa học huấn luyện học việc cũng được luôn nha. Điều ok, tại vì nó yêu cầu không hơn hai từ, vậy là một hơn hai từ miễn nó đúng ý là được ha. Có những cái buộc mình phải ghi một hoặc hai tùy ha các bạn. Nhớ bài này từ vựng rất là nhiều và rất là hay và rất thực tế, nó vừa phù hợp cho các bạn luyện cái mức độ dễ trước ha, và nó là cái thực tế, từ vựng thực tế cho các bạn luôn đó. Nhớ nha, Gerald mà, hay Gerald ở trên lớp thì thầy không có dịch được nhiều, cho nên các bạn về không có dịch được nhiều lần một lần, và đương nhiên cái này các bạn về phải luyện tập lại. Tiếp tục mà tính ra cũng dễ thôi, không có khó nha các bạn, về các bạn làm lại là thấy. Nếu như bạn có được, ở đây mình dịch cái tờ giấy đúng không, papers, nhưng ở đây thì nó cũng đang mang nghĩa là cái bằng cấp đó. Ở đây là earn papers, là kiếm được bằng cấp của bạn, là đang nói bằng cấp đó ha. Nếu như bạn đã kiếm được bằng cấp bên ngoài nước Mỹ thì bạn cũng sẽ cần phải phiên dịch chúng lại, giống như bằng cấp tiếng Việt hay là nước tiếng khác thì đương nhiên phải phiên dịch lại. Cái này các bạn biết rồi đúng không, giống như cái bằng đại học của các bạn thì nó cũng có như tiếng Anh đó, nó phiên dịch sẵn luôn rồi. Nếu như bạn muốn học hay làm việc ha, thì đương nhiên hầu như tại đấy bây giờ những cái bằng cấp nào mà không có bằng bằng cấp bây giờ nó thường song ngữ mà, tiếng Anh với lại tiếng của đất nước đó, chỉ có bản xứ sử dụng tiếng Anh thì họ ghi tiếng Anh thôi. Và rất quan trọng là bạn cho bạn rằng á, là giáo dục của bạn được đánh giá ha, assess là đánh giá, đánh giá. Phải dịch từ từ nhớ các bạn, nhớ ghi chú từ vựng giúp thầy lại. Được đánh giá hả các bạn? Bởi dịch vụ đánh giá uy tín, được tín nhiệm, accredited, accredited assessment service. Nó sẽ được đánh giá bởi dịch vụ đánh giá uy tín, khảo thí này, mình gọi là khảo thí á. Khi mà bạn đăng ký xin việc, và đặc biệt là nếu công việc, nói chung là nếu cái yêu cầu công việc, nếu mà cái tuyển dụng công việc là job posting, posting là post là đăng lên á, job posting ở đây cũng có nghĩa là tuyển dụng công việc luôn ha. Tuyển dụng công việc, nếu như tuyển dụng công việc có yêu cầu về giáo dục, các bạn hiểu rồi ha, nghĩa là đầu tiên thì nếu mà bạn có bằng cấp bên ngoài nước Mỹ thì bạn sẽ cần có phiên dịch chúng lại.
Và trình độ giáo dục của bạn cũng sẽ được đánh giá bởi cái dịch vụ về đánh giá uy tín ha, hay là được tín nhiệm lớn của quốc gia đó luôn. Nếu như bạn đăng ký công việc, đặc biệt là công việc nó yêu cầu về trình độ giáo dục, nó sẽ xem xét lại. Trường hợp cái này mà mình không có học trong Mỹ á, thì nó xem xét lại, giống như các bạn nào du học cũng như vậy. Cũng như vậy ha, thì được khuyến nghị rằng á, là bạn nên thêm một cái bản sao của cái báo cáo. Báo cáo đây chính là cái thông tin về kết quả học tập của mình á. Một cái bản sao báo cáo ha, các bạn biết đúng không, cái này là dạng giống như các bạn đi nước ngoài là phải có ghi lại cái báo cáo về cái thông tin kết quả học tập của bạn. Kèm theo ha cái thư xin việc của bạn. Thì được khuyên rằng là bạn cung cấp cái thông tin này sớm và đừng có đợi đến cái thời gian mà bạn gặp cái người chủ ha, có nghĩa là cái này nên đưa cho cái người chủ họ coi, họ nắm thông tin về mình luôn. Thì thực hiện cái phỏng vấn xin việc là hơn 50%. Là hơn 50% trong cái tổng quy trình có được công việc ổn định. Tại vì từ từ các bạn nắm luôn rồi đó. Nói chung là cái phỏng vấn nó quyết định tới 50% công việc của mình đó. Các bạn hiểu rồi ha. Quy trình có được công việc ha, securing employment. Có được công việc. Thì với cái báo cáo đánh giá, bạn sẽ đảm bảo rằng á, với cái bạn đánh giá hồi nãy thầy nói đó, đánh giá về trình độ của mình á, mấy cái này hay chứ, các bạn đọc để các bạn hiểu luôn. Này, tại vì cái bài viết này thật ra bài viết thực tế đó các bạn, nó lấy ra để cho mình học đó, để mình làm luôn á. Bài này hơi bị hay á, để bạn muốn các bạn đọc mấy cái thông tin xin việc để mình biết nhé. Với cái đánh giá này thì bạn sẽ đảm bảo rằng là cái người chủ ha thì sẽ xem bạn, đang xem bạn là đang vô công ty thay vì là xét cho đi ra. Các bạn hiểu không? Nghĩa là họ nắm được cái thông tin về giáo dục của mình rồi, thì trên tinh thần là họ lúc mà phỏng vấn thì họ sẽ xét mình cái hướng vô nhiều hơn thay vì đi ra. Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ trả lời từng cái nè. Hầu hết những nỗ lực để tìm kiếm công việc là dành thời gian cho việc cố gắng để có được cái gì? Cố gắng trying to obtain, để có hầu hết cái nỗ lực để có được công việc là chủ yếu mình cố gắng để thực hiện cái gì, để cho các bạn hiểu. Obtain nó giống như get à, nếu mà chữ get đó các bạn, hồi nãy mình mới thấy get cái gì đó. Hầu hết nỗ lực để có được công việc hay find work là chủ yếu những cái nỗ lực này là dành cho việc cố gắng đạt được cái gì. Obtain là đạt được cái gì, thực hiện được cái gì. Hồi nãy nó có liên quan tới cái quy trình đó các bạn, thì quy trình hầu hết phần lớn nằm ở đâu? Các bạn cứ ghi đi. Nhớ nha, hầu hết những cái nỗ lực để có được công việc là những nỗ lực này để dành là cố gắng đạt được cái gì? Mười chín nha các bạn, 19 nha. Coi kỹ nha.
Các bạn coi kỹ nha. Nhớ, nỗ lực để có được công việc, phần lớn cái nỗ lực đó là tập trung vào cái gì, lấy được cái gì, thực hiện được cái gì. Thì dịch lại ha, là đạt được cái gì. Yếu tố, mỗi cái câu nó ghi ra là đều có cái thông tin trong bài đó, nó đang đề cập rất là sáng. Hầu hết nỗ lực hay hầu hết thời gian mình phải nỗ lực. À, cái khả năng lớn mà để đạt được công việc là phải là ở việc là cố gắng đạt được cái gì, cố gắng đạt được cái gì. Rồi đó là interview ha các bạn, interview đây nè, chứ không phải là evaluation report, không phải nghe các bạn, câu chuyện bị nhầm. Tôi dịch lại ha. Đây nè, đầu tiên thầy sẽ chỉ cái câu đúng hay đâu hay để thầy dịch luôn. Các bạn coi chừng bị nhầm giữa evaluation report. Cái evaluation report, một cái báo cáo về năng lực á, mà đánh giá đó, là đương nhiên phải làm, ai cũng làm. Hồi nãy cái evaluation report, à, đánh giá về cái bản báo cáo về đánh giá, đương nhiên khi bạn xin việc, đặc biệt là công việc yêu cầu trình độ là phải làm, ai cũng có hết á, bắt buộc phải làm mà. À, quan trọng là trong cái đánh giá đó nó là cao hay thấp thôi. Còn rồi sau đó khi mà bạn đợi xíu nha. Rồi trong khi cái câu hỏi này nó đang hỏi á, là nỗ lực phần lớn, cái phần lớn nỗ lực để đạt được công việc đó là mình phải, những cái nỗ lực này là phải tập trung là được dành cho việc đạt được cái gì, đó chính là đạt được cái phỏng vấn. Nghĩa là phỏng vấn đạt được đó, getting job interview nè, là có được phỏng vấn, đạt được cái phỏng vấn. Nãy nó ghi rõ nè, là hơn 50% cái quy trình đạt được công việc kèm với một cái báo cáo. À, cái này là cái đi chung. Còn cái việc mình đạt được hay đạt được cái phỏng vấn là tới 50% cái quy trình có được công việc nè. Securing employment cũng tương đương với firework. Hầu hết nỗ lực là phải tập trung vô job interview. Tại vì nó đưa cái thông tin là job interview là hơn 50% cái quy trình đó, cái quy trình có được công việc. Các bạn hiểu cái cách nó nói đúng không? Job interview là hơn 50% quy trình để đạt được công việc, cái tiến trình để đạt được công việc. Vậy thì đạt được công việc đó là phần sorry, để đạt được công việc thì phần lớn nỗ lực là tập trung đạt được ha, tập trung trying nè, đạt được. Cái spend là spend efforts nha các bạn, à, dành ra nỗ lực thôi ha, chứ không phải dành ra thời gian, là cố gắng đạt được job interviews hoặc là interview cũng được luôn, nhớ nha. Còn cái bảng đánh giá là cái bảng đi theo, các bạn có chuẩn bị nhầm đó. À, chắc chắn bắt buộc phải đánh giá rồi, à, đánh giá rồi thì này nó sẽ đi theo của mình, chứ không kêu là đạt được cái báo cáo đánh giá mà là đạt được cái interview nha các bạn. Vậy thì có cái từ đồng nghĩa luôn là chữ obtain và chữ get, hiểu ha. Hơn 50% chính là most of the effort, rồi quy trình đạt được công việc, đạt được công việc. Còn 50% đó là nỗ lực để đạt được.
Hầu hết phần lớn cái phần nỗ lực ta dành cho đạt được cái này. Rồi các bạn hiểu ha. Nó trả lời con câu thôi. Bây giờ thầy đọc tiếp câu cuối. Các bạn thấy không? Quan trọng là mình hiểu được cái bài nha. Đó. Quan trọng nhất vẫn là hiểu được bài giống như cách đã làm học cái của phần L. Rồi thiết lập bản thân tại Hoa Kỳ ha. Các bạn đợi giúp. Tự thiết lập ra bản thân mình tại Mỹ. Rồi, tự thiết lập bản thân tại Mỹ là một cái quy trình khó khăn ha. Nhưng công ty thì cũng cần xem xét, rất là cần xem xét là tiếp nhận những cái người nhập cư vô cái lực lượng làm việc ha, rất là quan trọng cho môi trường làm việc. Cái the workplace Mosaic này cũng vẫn là môi trường làm việc của họ. Tại vì cái đây nó ý nó nói là môi trường làm việc về liên quan tới các khía cạnh ha, về tính chất công việc, năng lực công việc như thế nào luôn. Và những người chủ thì đang thực hiện một cái quy trình quan trọng ha. Đang thực hiện cái quy trình quan trọng. Trong việc cải thiện sự đa dạng tại công việc. Giống như đa dạng về trình độ, đa dạng về văn hóa đó. Này bên Mỹ mà các bạn. Thầy đọc lại có nghĩa là bằng lúc mà tự thiết lập ra bản thân mình. Establishing yourself American. Tự mình thiết lập bản thân mình tại Mỹ thì rất là khó. Tuy nhiên công ty thì cũng xem xét là đưa cái người đó vô trong môi trường việc làm ha. Đây là sự quan trọng đối với cái văn hóa việc làm, môi trường việc làm của họ luôn. Và các người chủ thì đang thực hiện cái quy trình quan trọng cho việc cải thiện về cái sự đa dạng tại chỗ làm của họ. Rồi bây giờ mới trả lời câu cuối ha. Khi là một cái người mới, newcomers là cái người mới đến, đi vô cái môi trường làm việc thì cái này khi ha, khi mà có nhiều người mới thì dịch lại. Khi mà có nhiều, có thêm người mới vô trong lực lượng lao động hay là chỗ làm việc đó. Thì cái gì tăng? Để dịch là chỗ này luôn ha. Thì chính cái việc mà tiếp nhận những cái người mới này, những người nhập cư này, thì những cái người chủ ha cũng cố gắng là nâng cao cái tính improve ở đây cũng là nâng cao luôn. Cái tính đa dạng tại công việc cho nó phù hợp. Giờ các bạn cho thầy cục.
Ghi ra các bạn. Rồi chính xác. Diversity, coi chừng nhầm ha. Diversity, sự đa dạng tại môi trường làm việc. Improving cũng là nâng cao nè, cải thiện nâng cao về tính đa dạng, giống như đa dạng về năng lực văn hóa chỗ. At work là tại chỗ, tại nơi làm việc. Nè, nâng cao nè, bám sát từng chữ nha. Nâng cao về tính đa dạng. Nhớ về làm cho thầy nha, bài nó cũng nhiều đó, bài nó nhiều cho mít đâu. Rồi, tiếp tục. Hôm nay là điện từ luôn, mình làm luôn phần 2. Nếu kịp thì chút nữa mình sẽ làm luôn cái cái bài kia về true false not given ha. Mà bài này hay nè. Hơi bị hay á. Nói chung mấy bài general coi chứ hay á. Thực tế á. Học thuật hơi cao siêu chứ. General biết thực tế. Và đương nhiên nâng về trình độ thì học thuật cao hơn nhiều. Thì chính cái trình độ phần nó làm tốt luôn, làm tốt luôn cái general đương nhiên là. Còn với thầy nói cái nội dung bài nó thực tế ha. Còn general là chung luôn. Học thuật thực tế thì được ha. Cách chuẩn bị một bài thuyết trình, a presentation. Cách chuẩn bị một bài thuyết trình, cái này hơi bị hay đó các bạn. Mặc dù thông tin để mình làm bài thôi, nhưng mà rất là hay. Lần đầu tiên mà cái người sếp các bạn hay dùm boss, khuyên rằng, the boss khuyên rằng ha. Ý là thầy đọc từ từ đó. Đúng rồi, mấy hai mạng sao nó bị không kỳ cục quá. Ừ, mạng mấy này cũng bị, thầy cũng bị. Mai gọi khiếu nại VNPT sao nó kêu là sửa xong rồi. Mà hiện tại nghe các bạn gọi là hiện tại thì là cái mạng của Viettel là rất là tốt. Không biết sao nữa. Hồi trước á, thầy xài cái Viettel thì nó bị chập chờn. Cho nên thầy mới đổi qua VNPT. Lâu rồi, mấy năm rồi. Giờ đến sự cố thì VNPT nó lại có một thời gian VNPT rất là tốt, mấy cái nhà mạng này nó vậy đó. Cho nên người ta hay xài qua xài lại là vậy, người ta cứ ký hợp đồng đây, ta xài xong rồi không xài nữa, ta chuyển qua đây xong ta quay lại, nó cứ vòng 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 vòng. Có nhiều đó nhà mạng thôi. VNPT hiện tại giờ đang lớn nhất đó, nhà mạng nhà nước luôn đó. Viettel cũng nhà nước luôn, nhưng mà nó là của quân đội. Thì nói chung xài nhà nước ok hơn. Còn một số mạng tư nhân thầy đọc từ từ ha, tại vì mạng nó cũng dắt, cho nên vừa cho các bạn yếu nắm mà vừa cho các bạn đã bị lắc. Thầy đọc tiếp. Cái lần đầu tiên mà cái người sếp ha là khuyên rằng bạn chính thức ha, formally, bạn trực tiếp chính thức làm cách chính thức thuyết trình một cái gì đó đến với một cái bộ phận của bạn hoặc là một khách hàng, thì cái phản ứng của bạn có thể là ngại ngùng ha, panic. Nhưng nhớ rằng việc được ha yêu cầu thuyết trình, being asked to present, việc được yêu cầu thuyết trình là một cái sự
đáng khen đó, có nghĩa là em phải có đủ năng lực thuyết trình thì để mới thuyết trình chứ. À. Ủa Trang xài Viettel luôn à? Vãi thiệt, mạng bây giờ đang bị chung mà. Các bạn biết sao không? Tại vì hiện tại hầu như là các bạn xài mà thuộc về phạm vi máy chủ nước ngoài đó thì nó vậy đó, đang bị chung luôn rồi. Tại vì cái Sky là nó của máy chủ từ nước ngoài ở Hoa Kỳ á, giờ nó đắt đương nhiên rồi. Không bây giờ là tất cả các máy chủ Google với thay Google không được luôn nè. Đó. Và hồi vô mà không nè, Google đương nhiên máy chủ nước ngoài rồi. Bấm Google không vô luôn. Với lại nhiều khi có người vô người không nữa kìa. Thành ra là cái đường truyền các bạn hiểu không? Nghĩa là cái mức độ ưu tiên của nó. Mức độ ưu tiên nó kỳ cục lắm rồi. Có người được người không á, nó ngộ vậy đó. Nãy giờ mạng là bây giờ là mình đang bị chung luôn. Mình đang bị chung luôn. Cho nên là các bạn chịu khó thôi chứ sao, bây giờ là tình hình chung luôn mà. Nó còn đang sửa cái gì đó của nó. Thì nó chỉ là, nhưng mà bữa sau nó sửa lâu quá, thường thường đâu có đến nỗi như vậy, cỡ tuần hết rồi, giờ hơn tuần nó biết sao, nó biết nó đứt nhì ghê rồi. Không đứt cáp là vẫn vẫn thiện mà. Tàu bè đi đi biển nó dẫn dướng này, nó có sự cố gì nó dẫn đứt đó. Đó. Cái đó là cái cáp nhiều, cáp biển, cáp cáp lớn luôn á, đi một cái đường qua tới Hoa Kỳ mà. Thì ta chỉ báo chung là có khả năng là người ta cũng ngưng để ta sửa nữa, tại vì biết bao nhiêu quốc gia ta đi qua cái cáp biển, các bạn coi là biết rồi. Lần nghiên cứu á, cáp IG gì đó, nhiều nước mà. Lúc trước là mình xài cái đường mạng của Hồng Kông luôn, à, sau đó cái giờ mình vô đường mạng riêng của Việt Nam luôn rồi, à, nhưng mà cũng vẫn xài cáp đó. Hồi xưa là phải kết nối qua Hồng Kông, Hồng Kông để kết nối với nước ngoài. Hồi xưa thôi chứ giờ là đi, đi riêng quốc gia có đường cáp riêng rồi chứ. Biển Đông là kết nối lên cái đường biển ra qua Hoa Kỳ luôn. Hầu như những máy chủ lớn là Hoa Kỳ nhiều. Đó, nó phải ở ngoài đó cái nó chạy chạy về đây lại cho nó lâu. Còn mình là không đủ chi phí, gọi là không đủ chi phí hoặc là chưa đủ quan trọng để mình sử dụng mạng vệ tinh. Mạng vệ tinh là bao ngon luôn, nhưng mà hầu như cái đó là những cái mạng mạnh, mạng vệ tinh đó. Việt Nam có phóng vệ tinh này đó, nhưng chủ yếu là dạng cho những cái việc mà cấp thiết hay là liên quan tới quốc phòng và nhà nước gì rồi. À, còn có rất cực mạnh luôn, đương nhiên mạng vệ tinh đó các bạn, phóng lên trời, không đi biển phóng lên trời. Còn mạng chung này là mạng dân dụng thì chủ yếu mạng đi biển, và mình luôn đang thuộc là phạm vi là mạng thấp nhất nha các bạn. À, mạng thấp nhất nha, cho nên mỗi sự cố gì đó nó xảy ra thì thường là mạng dân dụng của mình là bị ha. Tại vì nó phải ưu tiên cho những cái mạng lớn để nó thông suốt cái công việc của họ. Mạng của họ một tháng là tính theo tiền tiền tỷ mà, còn mình là tiền trăm ngàn nhằm nhò vô của họ, cho nên là cũng không lên than nhiều. Sao đồ rẻ phải chịu ha. Ok ha. Việt Nam cũng chưa đủ cái khả năng để sử dụng cái tốc độ chung cao hay, chứ Hàn Quốc bây giờ tốc độ rất là cao nha các bạn biết, cũng là mạng dân dụng mà tốc độ rất là cao. Trên tùy quốc gia có cái thuê bao qua nước ngoài á, cái đường truyền bao nhiêu nữa. À. Cho nên là phải tùy ha, mình thì chung chung thôi, còn có mạng là còn chậm rì nữa, không biết mạng gì. Các bạn lên coi vui lắm, Hàn Quốc hiện tại giờ đang rất là mạnh nha các bạn, một trong những nước mà mạng mạnh nhất thế giới. Nó tính theo gigabyte, cái tốc độ mà theo giây tính theo như gigabyte đó, còn mình là mê thôi, thua người ta chắc cũng cả ngàn lần. Nghĩa là cái bộ phim mà các bạn tải mà phim hay hay tính theo ghi đúng không, là tính theo có mấy giây là hết, tải xong cái phim HD rồi. À, mình phải tính theo cái chục phút như thế mới được, tự nhiên thôi. À, người ta giàu mình ta khác mà, với lại hạ tầng bệnh nó tốt hơn, cái nào cũng nó cũng tùy thôi, chứ mình phải chịu, mình đỡ hơn mấy chục năm trước rồi đó. Từ thời trước thời của thầy nhỏ nó chờ, nó còn có trời nó, giờ là được rồi đó. Hồi xưa mà xài máy tính thường nó còn mạng là hiếm lắm nha các bạn. Rồi tiếp. Rồi thầy đọc tiếp ha. Đây là một cái lời khen cho mình hay là một cái cơ hội của mình đó.
Một số người tin rằng là bạn có cái thông tin tốt, không, valuable nè, để chia sẻ với nhóm và muốn nghe ý kiến của bạn. Rất là rõ ha các bạn. Rồi câu 21 có luôn. Ừ, bạn nào có bị thì cứ chịu khó tắt ra vô lại thôi chứ sao giờ mạng nó đang bị. Các bạn cứ chịu khó tắt ra vô lại ha cho nó ok. Rồi câu 21 các bạn ơi. Bạn nên xem cái lời mời đi thuyết trình là một cái gì? Bạn em xem lời mời đi thuyết trình là cái gì? Bạn ghi ha. Ủa nhàn bên bên em là mạng ổn không? Như bên Nhật đúng không? Cứ nhắn vô đó bển ổn không? Việt Nam đang lắc điên cuồng. Rồi các bạn cho thầy đáp án nha. Nó hên xui lắm. Em ở đâu? Đang đang ở Sài Gòn hay Hà Nội? À nè. À chưa chưa vô hả? Không nhớ hên xui mà cái này là được đại diện cái đường đường mạng chung mà. Nếu mà mình theo nội bộ thì mình không sao. Còn liên quan tới quốc tế là bị hết á, tại vì máy chủ của cái Sky ở bên Mỹ mà, thành ra là nó phải chuyển, nó chuyển qua đó, nó chuyển lại đây mà. Ừ. Tốc độ truyền của điện thì là bằng ánh sáng nhưng mà nó bị bóp bóp nghẹt, thành ra là nó lắc thôi, giống gì hết, độ trễ, gọi là người ta gọi là độ trễ. Và hiện tại bây giờ bạn nào được thì nó hên xui dạng giống như có khi nó ưu tiên này, khi ưu tiên kia, tại vì cái đường mạng chính nó đâu, mình đâu có được nó đâu, thành ra là có khi là nó tự động hóa đó, nó ưu tiên người này hoặc ưu tiên người kia thôi chứ nó không có đều như trước. À. Các bạn hiểu giống như là thiếu nước mà phải chia sẻ rồi đó. Ừ. Hên xui lắm em ơi. Nó thành ra anh đây Sài Gòn để lắc điên cuồng mà. Rồi đúng rồi các bạn. Compliment. Một cái cơ hội, một cái lời khen ngợi đây nè. Bạn được yêu cầu để thuyết trình. Đây là một cái lời khen ngợi, một cái cơ hội cho bạn. Bởi vì người ta tin rằng là bạn có thông tin để chia sẻ ha. Rồi. Là một cái lời khen ngợi. Các bạn hiểu rồi ha. Nó đổi chữ ha, xem một cái lời mời, lời mời thuyết trình thì đây nó kêu là được yêu cầu thuyết trình đó. Bạn cần quyết định chính xác cái mà bạn sẽ nói ha, trong trong suốt thời gian được được phân ra. The allotted time. Lạc quá. Thời gian được phân ra ha các bạn, allotted time là thời gian được phân bổ á, các bạn ghi ha. Thực ra cái này có từ đồng nghĩa nha, mấy cái này có từ đồng nghĩa luôn, thầy sẽ ghi riêng. À, allotted time, thời gian được phân bổ ha các bạn. Các bạn ghi tay đọc từ từ cho các bạn ghi từ vựng luôn á. Condense your topic into one sentence. À, tóm hay là gom lại, condense, cô đọng lại. Các bạn ghi chữ này, condense, tóm gom cô đọng lại, à, cô đọng cái bài nói của bạn vô một câu, à, vô một đoạn là được rồi. À, cái nghĩa là mình không có nói dài dòng á, vô một đoạn là rồi. Bạn muốn cái người nghe của bạn là nhớ hay là học gì từ câu nói của bạn? Và đây là ý tưởng lớn ha. Hãy nhớ rằng là bạn đang
À, bạn đang xử lý bạn đang xử lý deal with nó các bạn bạn đang xử lý á. Bạn đang xử lý những cái khoản chú ý attendance span là những cái cái khoản chú ý hay mức độ chú ý khoảng thời gian chú ý attention span thì cái này nếu mà mình nói tóm gọn là cái sự chú ý cũng được attention span attention span khoảng thời gian chú ý mức độ chú ý hay là các bạn ghi chú ý cũng được của các cá nhân ha những người mà có xu hướng là có nhiều thứ trong suy nghĩ của họ các bạn biết rồi cái này chính xác luôn ha kể cả quá trình đi học hay làm việc thì cái này các bạn biết rồi thì nhớ rằng là bạn đang giải quyết những cái sự chú ý rất là ngắn hạn giống như họ chú ý con nói một chút thôi của những người mà có xu hướng là có nhiều thứ để suy nghĩ nói chung là giải quyết về vấn đề tập trung đó tập trung ngắn hạn mình phải vận dụng được cái tập trung ngắn hạn đó để mình thuyết trình rồi câu 23 cố gắng sử dụng một cái gì mấy cái này thì rất là dễ nha không có khó đâu quan trọng mình hiểu bài đó các bạn để hỗ trợ cái điểm chính mà bạn muốn đưa ra câu 23 Câu 23 nha các bạn. Cố gắng sử dụng một cái gì để hỗ trợ đưa ra cái điểm chính của câu nói của bạn mà bạn muốn đưa ra. Nè, hồi nãy mình mới đọc nè. Nó có giải thích rất là rõ ha, sau đó phải nói như thế nào. Mình muốn là cái người nghe nhớ và học được cái gì từ cái nói của mình. Muốn người nghe nhớ và học chính là những từ câu nói của mình chính là những cái điểm chính đó mà mình muốn đưa ra. Vậy thì phải làm cái gì? Ở đằng trước có đề cập hay cụ thể là cố gắng sử dụng một cái gì thôi rất là rõ nhớ ghi đúng nha ưu tiên cho thầy là đúng chưa 23 chưa mà 23 con này nghe có chuẩn bị nhầm á ở trên đây chứ đang nói trên đây mà 23 nghe bám sát cái câu hỏi người ta đang đưa ra nó giống cũng giống ở kênh cũng vậy thôi các bạn cần phải bám sát đúng cái ý chỗ người ta đang yêu cầu người ta đang hỏi đến đây nè nó có đề cập là bạn muốn cái người nghe là nhớ và học cái gì từ câu nói chính là những cái điểm chính của mình đưa ra đó thì mình phải làm cái gì đằng trước có đề cập nó tương đương với việc là cố gắng sử dụng một cái gì Ủa? Sorry, đúng rồi, tôi đọc nhầm câu hỏi. Sorry các bạn. Endpoint. Sorry. Thầy nhầm các bạn. Thể hiện điểm chính. Nhầm. Thầy chưa đọc thấy kỳ kỳ. Rồi, thể hiện cái điểm chính của bạn bằng cái gì?
Sorry các bạn. Nó cũng gần câu hỏi với nhau nè. À cái này là tới mấy điểm chính luôn. Thầy nhầm nghe các bạn. Ở đây cũng là điểm chính luôn nè, ý chính nè. À, thể hiện cái ý chính của bạn trong cái gì? Đúng rồi, đúng. Sorry các bạn, làm lại câu 22 cho thầy ha. Rồi giờ thầy đọc luôn cái câu này đi rồi các bạn làm cho thầy 23 luôn ha. Suy nghĩ về ba điểm chính. Đúng rồi, cái này nó mới là chi tiết. Nghĩa là khổ trên và khổ dưới nó có liên quan nhau luôn. Và bây giờ ý chính, rồi bắt đầu trong ý chính này sẽ đưa ra ba cái điểm chính. Suy nghĩ về ba cái điểm chính mà bạn muốn thực hiện ha, để hỗ trợ cái chủ đề tổng thể bạn đang nói. À, chính là cái điểm chính, big idea. Thì phát triển ra một câu chuyện để thể hiện mỗi cái trong những cái ý chính này. Points hay là concepts cũng là nó luôn. Và cái này có thể là cái mà xảy đến với bạn hay là những người mà bạn biết hay là những thứ bạn đọc trong tờ báo. Thầy dịch luôn cái này đi ha. Nghĩa là mình, thầy đọc lại ha. Đưa ra ba cái ý chính để thể hiện cho cái câu nói của mình. Các bạn chỉnh giúp thầy lại ha. Ý chính thể hiện cho câu nói của mình, hỗ trợ cho cái big idea ha. Cụ thể đó là phát triển ra một cái câu chuyện để chứng minh mọi cái ý chính này, ý chính cho cái ý tưởng lớn bên trên đó. Thì điều này, cái này thì có thể ha, những cái mỗi cái ý này có thể là những thứ mà đã xảy ra với bạn hay là liên quan tới người mình biết hay là những thứ mà bạn đã đọc trong tờ báo. Cái này giống như là một cái ví dụ để chứng minh cho câu nói. Cái này các bạn biết là thuyết trình, thường mình sẽ đưa ra cái ý chính, rồi từ ý chính đó mình sẽ có cái ví dụ chứng minh cho họ thấy. Rồi các bạn trả lời luôn cho thầy câu 23 ha. Cố gắng sử dụng một cái gì để hỗ trợ cho ba cái điểm chính của mình đang đưa ra 23 luôn nha các bạn. Rồi, đúng rồi các bạn. Câu 22 là sentence. 22 sentence, đúng rồi. Và 23 là story, chính xác. Đúng rồi đó. Và nó mới rớt mạng nữa. Mà nào có bị rớt thì bấm bấm tới bấm lui vô ha. Quá trời luôn, hôm nay đi đâu mất tiêu à. Rồi, chính xác ha các bạn. Thầy nói là ha, đầu tiên thể hiện cái ý chính của mình trong một câu nói. À, thì nó sẽ tương đương với đây, nó đổi chữ là condense. Tóm gọn lại bài nói của mình vô một câu là được. Thể hiện cái mà khán giả muốn cho khán giả nhớ hoặc là học từ câu nói của bạn. Đây là ý tưởng lớn nhất của mình ha. Rồi, cố gắng sử dụng một câu chuyện ha. Rồi. Để hỗ trợ cho các ý chính của mình đang đưa ra. Rất là dễ thấy. Đây nè. Đưa ra ba cái điểm chính hỗ trợ cho câu nói của mình. Cụ thể đó là
phát triển ra câu chuyện để chứng minh cho ba cái điểm chính này nè. Đó. Demonstrate thì cũng tương đương, demonstrate là thể hiện rõ ha, nó cũng tương đương với support, hỗ trợ ha. Cụ thể hỗ trợ đây đó là thể hiện ra à. Rồi concept hay là main point nó đó ha. Giờ các bạn hiểu đúng không? Tiếp tục ha. Tất cả các bạn là có nghe rằng là câu nói, một cái câu nói rằng á, một bức tranh là có giá trị 1.000 lời nói à, chính xác hay rồi. Bức tranh ở đây không phải là nhất thiết phải nhìn bức tranh mà là dạng ví dụ cho mình hiểu được vấn đề. Suy nghĩ về cái bài thuyết trình của bạn có thể think about you, huh? Suy nghĩ về cái cách mà bài thuyết trình của bạn có thể ấn tượng hơn để nghe, để xem. Để xem ha. Những cái đạo cụ, draft là những đạo cụ ha, là một cách rất là tuyệt để làm cho cái câu nói của bạn trở nên sống động. Bạn có thể làm những thứ rất đơn giản như là cầm một cái điện thoại di động hay điện thoại đồ chơi. Hold enough. Rồi, cầm một cái điện thoại ha. Khi mà nói chuyện về dịch vụ khách hàng. Hoặc là đội một cái nón lên. Để đánh dấu ha, để thể hiện một cái sự khác biệt trong câu nói chuyện của mình. Dễ giống như đơn giản thôi. Là mình, nói chung là mình phải có cái đồ dùng, cái này là bài thuyết trình lớn mà. Mình sẽ có cái đồ dùng, cái này ai cũng biết mà. Là để thể hiện cái câu nói của mình, thì những cách này giúp cho câu nói mình sống động. Thì chỉ đơn giản thôi, lấy những cái xung quanh để mình làm ha. Cầm điện thoại khi đang nói chuyện với khách hàng, ví dụ giả bộ á, hay là đội cái nón lên để thể hiện một phong cách gì đó, như một phần của câu nói của mình. Rồi câu 24. Thêm vô những cái điểm nhấn thú vị về hình ảnh. Visual excitement. Excitement là những cái điểm thú vị hay là sự thú vị. Visual là về hình ảnh. Những cái điểm thú vị về hình ảnh ha. Những cái điểm thú vị về hình ảnh cho câu nói của bạn bằng việc sử dụng cái gì? Nói nãy giờ luôn đã biết sử dụng cái gì rồi. Từ từ ha, đây mình làm chú ý cho các bạn, nhất là các bạn yếu á, để mình phân tích từ vựng lại. Tại bài này cũng trung trung rồi. Vì có một số bạn hồi tuần trước chưa có học, tuần trước bài giờ nè. Hôm nay thầy vô cái bài trung trung. Nhưng mà cũng vận dụng từ cái bài dễ ha. Có cái là từ vựng đương nhiên nó sẽ nhiều hơn để cho mình đọc. Từ từ, những cái bài này rất là hay cho các bạn luyện ở phạm vi là nâng từ từ á, lúc mà phạm vi còn yếu á, bên kia bắt đầu lấy bài này nâng từ từ lên để mình phân tích từ vựng nó dễ hơn ha, dễ hơn cái bài học thuật. Vì vậy thầy mới nói là lớp này để cho các bạn yếu để làm từ từ mà. Đúng ha các bạn, drops đạo cụ dụng cụ, chính xác, đồ dùng đạo cụ dụng cụ ha, nó đó. Còn các bạn mà khá là làm đúng hết rồi thì đúng là nghe thêm thôi chứ hầu như các bạn làm đúng hết rồi. Prof, chính xác, cái này rất là dễ. Những cái thú vị có tính chất hình ảnh cho câu nói về của mình bằng sử dụng đạo cụ đây nè. Interesting to watch chính là visual excitement.
Thú vị để nhìn đó. À, rồi. Tiếp tục suy nghĩ về một cái cách đặc biệt và sống động ha, dynamic để bắt đầu cái bài thuyết trình của mình. À, thầy giờ thầy mới nhớ là chuẩn bị một bài thuyết trình này, nó có một cái bài khác nữa chứ không phải bài này. Thầy đọc lại nhớ, tại vì bài thầy nhiều, làm nhiều cái, nhưng mà hình như bài kia mốt cho các bạn làm nó lại chung chủ đề bài này cho các bạn dễ làm nữa. Bài bên kia ha, bài khác. Điều này liên quan tới việc, điều này liên quan tới việc nha các bạn. Involved hay liên quan tới một việc gì đó hay tham dự vào một việc gì đó. Liên quan tới kể một cái một cái giai thoại này chắc bạn biết đúng không, kể về một cái giai thoại. Giai thoại là một cái câu chuyện ngắn thôi, một cái câu chuyện interesting story, short interesting story, một cái câu chuyện ngắn thú vị đó ha, về một cái sự cố hay là một sự việc gì đó hay một người gì đó. Thì nói chung cái này nó chỉ đơn giản mình hiểu là giai thoại ở đây là một cái câu chuyện ngắn vui về một người hay là một vật gì đó. Này các bạn biết rồi, khi mà họ thuyết trình có những người mà họ lại đưa ra ví dụ như khi họ tự chế luôn, là có người này người kia, thậm chí vẫn có thật này nó nói ra để cho họ dễ hình dung ha, và phải liên quan tới chủ đề của bạn. Nó có nói nè, đừng bao giờ bắt đầu cảm bằng câu nói là cảm ơn bà vì mời tôi đến đây để nói chuyện với bạn hôm nay. Bạn sẽ để bạn sẽ làm cho cái người khán giả là ngủ giống như là được mời lên. Có những có một số người vẫn có nói cái này, đúng là câu lịch sự thôi, cảm ơn vì đã mời tôi đến đây nói chuyện. Hầu như cái này thì gặp hoài luôn á, hầu như các bạn nghe hoài luôn á, thì họ không không có nói là cái này sai, nhưng vấn đề là không ấn tượng lắm. Thì cảm ơn ok, nhưng mà nó lại không có ấn tượng kích thích gì đó cho mình, rồi làm cho họ ngủ ngay ha. Hãy bắt đầu starter một cách là nhiệt huyết ha, để họ có thể họ sẽ nghe mình với một sự tò mò và thú vị, giống như bắt đầu dùng gì đó, bắt đầu dùng câu chuyện đó để tạo ra cái sự thú vị và tò mò cho người nghe ha. Thì sau khi cái sự mở đầu của mình một cách năng lượng, thì hãy xác định cái bản thân của mình, giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn là được rồi. Cái này thường các bạn hay hay coi trong cái nghe trong cái phần listening đó, nó có những cái đoạn mà cảm ơn vì gì đó nhưng mà nó sẽ rất là ngắn, và cảm ơn khán giả vì dành thời gian nghe tôi ha. Có nghĩa là đúng rồi đó, không không đừng nên nói là cảm ơn vì mời tôi đến đây thì nó hơi chán chán, mà hãy bắt đầu một cách gì đó nhiệt huyết cho nó hay hay xíu, rồi sau đó giới thiệu nho nhỏ rồi cảm ơn vì dành thời gian tới nghe tôi hôm nay, bắt đầu mình mới nói ra, rất là hay ha. Đây câu 25. Các bạn rõ ràng thấy những cái bài dễ này thì nó sẽ ngắt cái đoạn ra cho mình dễ làm hơn academic rất là nhiều. Academic rất là nhiều ha. Câu 25 các bạn. Thể hiện chưa tới, sorry các bạn, chưa tới nha. Chưa tới.
Hãy lập kế hoạch cái câu kết thúc của mình và hãy kết thúc theo cái cách mà ghi nhớ cho người ta. Cái người nghe thì sẽ nhớ nhất về những gì họ nghe ở lúc đầu và kết thúc một cuộc nói chuyện. Cho nên hãy thêm vô một cái trò chơi ha. Trong đó thì họ có thể tham dự hoặc là kể một cái câu chuyện hài hước và cái người nghe thì sẽ rời đi một cách vui vẻ và có tiếng cười ha các bạn. Câu 25 thể hiện cái sự cảm kích đối với người nghe. Câu 25 ha. Thể hiện cái sự cảm kích. 25. À 25 ở trên rồi, đúng rồi, vậy là có. Có các bạn. Để nhìn nhìn lộn số 26. Ở trên đây ha, trên đây ha các bạn, câu cuối á. Thể hiện sự cảm kích đối với người nghe của bạn cho cái gì của họ. Hãy thể hiện cái sự cảm kích. Hãy thể hiện cái sự cảm kích đối với cái người nghe của mình về cái gì của họ dành cho mình. 25. Thì khi nó đổi chữ á, thành ra mình đọc nó hơi bị khó một chút. Thể hiện cái sự cảm kích đối với người nghe cho cái gì của họ dành cho mình. Sáu luôn đi, các bạn trả lời cho là 26 luôn. Và cái gì thì sẽ giúp cho cái sẽ làm cho cái người khán giả tương tác tốt? Cái gì thì sẽ làm cho người khán giả tương tác tốt? 26 ha. Ừ. Cái gì thì sẽ làm cho người khán giả, cái người nghe tương tác tốt với mình? Kết nối với mình tốt hơn. 25, 26. Hai mươi sáu các bạn, 26 nhé. Rồi đúng rồi, đầu tiên là Tom và Kim. Tom nè, sau khi thuyết trình, sau khi khởi đầu một cách tràn đầy nhiệt huyết thì hãy giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn. Cảm ơn khán giả chính là thể hiện sự cảm kích cho cái người nghe đó. Cho việc gì? Ở đây thì cho việc gì đúng không? Cho việc dành ra thời gian để nghe bạn, có nghĩa là cảm ơn về cái gì của họ dành cho mình. À, cảm ơn thể hiện sự cảm kích chính là thanks, cảm ơn đó. Cho người nghe về cái gì của họ dành cho mình, đó chính là time. Rồi. 26 thì trò chơi, trò chơi sẽ làm cho khán giả là tương tác tốt đây nè. Hãy thêm cái trò chơi vô, mình bám sát từng chữ nha các bạn. Bám sát tới từng chữ để mình có cái sự để mình làm đúng cái câu, tại vì câu hỏi họ đưa ra là nó có sự kết nối rất là lớn. Câu hỏi đưa ra là có sự liên quan rất là lớn từ từ từng chữ luôn đó, giống như academic cũng vậy luôn. Thì thêm cái trò chơi vô, trò chơi vô. Họ tham dự chính là họ tương tác với mình đó. Trò chơi. Câu cuối cùng. Đừng cố gắng ghi nhớ lại cái cuộc nói chuyện và đọc từng chữ ha, cái này ai cũng biết luôn. À, ai cũng biết cái này ha các bạn. Hầu như thì đương nhiên sinh viên thì mình chưa quen thì
Cũng phải học thôi, phải tập thôi. Cái này hầu như thuyết trình là một trong những kỹ năng đó, được gọi là kỹ năng rồi. À, kỹ năng rất quan trọng để cho các bạn ở thuyết trình đi làm. Thuyết trình hay là đi làm cho cái này mình phải tập luyện một cách tự nhiên. À, cái chữ stilted chính là unnatural, là không có tự nhiên. Bạn ghi chú là nghĩa cho thầy ha. À, stilted, ghi đi. Cái này thì từ vựng đồng nghĩa thôi, nó đồng nghĩa với chữ unnatural, không tự nhiên các bạn. Nó chỉ một cách không tự nhiên. À, stilted và chán ha. À, thay vào đó thì luyện tập về cái cách khởi đầu một cách nhiệt huyết, dynamic. À, nhiệt huyết, cái từ này đồng nghĩa với chữ enthusiastic. À, nó đó. À, và kết thúc ha, cho đến khi bạn có thể thể hiện chúng một cách thoải mái, effortlessly, có nghĩa là không có nỗ lực quá, mà không nỗ lực quá nghĩa là thoải mái. À, một cách thoải mái. Nếu như bạn làm điều này, bạn sẽ cảm thấy tự tin, một cái sự tăng tốc, a burst confident, là chỉ đơn giản là nhiều sự tự tin nha. Học đi mấy cái từ này mình xài trong speaking hoặc là writing đều được. A burst, a confidence. À, và chính cái sự tự tin này sẽ giúp cho bạn vượt qua, hay là sail through, sail này giống như lái tàu đó. À, sẽ đi qua một cách mình lướt qua đó, nguyên cả cuộc nói chuyện rất là tốt. Mình có tự tin thì mình nói chuyện rất tốt. Câu cuối nha, rất quan trọng là phải chuẩn bị tốt cái bài thuyết trình, bởi vì điều này sẽ tăng cái gì của mình đó, mới nói luôn, mới gặp luôn, mới thấy luôn. Rồi câu cuối ha, chắc tới đây được rồi, này làm từ từ thôi, không có gấp. Như hôm qua thầy kẹt chút, hôm nay tính là làm bài viết mà dậy hoài, sao làm hôm qua nó bị từ hôm qua rồi. Hôm qua nếu mà có dạy bài viết dài cũng được, lên chuẩn bị không có được, để mai khiếu nại để có tình hình xem sao. Bị gì hoài không bấm lên đường này các bạn, bị ngày tối mới đau chứ tính tối dạ không. Này tính giờ viết theo cũng bị nữa, chờ viết sao. Rồi chính xác hả các bạn, mai bây giờ bắn vốn mới được, nên sao mà lâu quá. Rồi, à, bạn sẽ cảm thấy nè, nếu như bạn làm điều này, đầu tiên thì nó có đề cập đến practice, luyện tập cái thuyết trình và kết thúc của mình. À, luyện tập với cái mở đầu và kết thúc của mình tới khi bạn làm tốt. Luyện tập có nghĩa là chuẩn bị tốt. À, nó đó. Và nếu bạn làm điều này tốt thì bạn sẽ cảm thấy nhiều sự tự tin, a burst of confidence, để tăng cho mình sự tin. Thì đương nhiên các bạn thấy là đổi chữ, phần là phần 2 ha. Thì đánh giá như thầy nói, đây vẫn là một bài thi IELTS chính thức và nó thuộc phạm vi the general, cho nên nó phải làm có. Nhưng mà rất phù hợp cho các bạn mức yếu để mình luyện tập từ phạm vi dễ ha, à, cho đến trung bình. Rất là hay ha. Thầy dặn lại cả lớp, à, tuần sau là mình sẽ qua listening ha. Thầy sẽ lấy bài vừa áp dụng bài cũ mà vừa vận dụng bài mới luôn, ở phạm vi là cái kiểu nghe ra câu luôn á. Có thể mình sẽ nghe script trước, à, và vận dụng bài cũ. Rồi, mình sẽ nghe, nói chung là mình sẽ học kết hợp luôn. Và đương nhiên phải học từ từ thôi, tại vì phạm vi yếu mà. Chỉ ôn cơ bản mà, không có gấp được, mình kéo dài thôi. Cái thứ hai là tuần sau là speaking.
Luyện âm. Cách học là viết câu nhưng mà viết câu đơn giản luôn, thậm chí là trùng chữ luôn. Luyện cả bước ý tưởng ngắn gọn, nhỏ luôn cho các bạn làm quen luôn. Từ ngữ pháp đến từ vựng, sau đó phải bật roll, bật đi cái microphone lên để tập nghe, để tập nói. Vậy là tuần sau mình sẽ tập trung vô cái phần nói và nghe. Đây là kỹ năng của cả general và cái mới phải thi luôn rồi, thi chung luôn rồi. À. Và nếu kịp, tại vì mình 2 tiết thì nếu kịp là viết luôn ha. À, viết luôn. Viết luôn cả essay và có thể viết thư luôn. Hả? Tuần sau thêm tuần sau là thêm thầy sẽ soạn thêm một số bài thư mới này nè. À, trang là để thầy gửi gửi cho em coi luôn. Một số bài luôn. Gửi cho nghiên cứu trước luôn. 4 5 bài gì đó. Nhưng mà cũng phải viết từ từ thôi, tại vì quan trọng là phải viết được cái đã, phải có từ vựng nữa. Ừ. Bài của giám khảo luôn ha. Thì viết thư với viết viết essay luôn à. Thì ưu tiên là viết essay trước đoạn nhỏ thôi cho các bạn làm quen chứ không viết full câu được. Thì thầy mới nói là các bạn vẫn phải vô lớp IELTS để học bổ sung, để học kết hợp mà. Rồi. Ừ. Chứ bên đây là chắc chắn không có chạy bài được rồi, phải làm từ từ. Đây là cái thời gian cho các bạn yếu là luyện nâng từ từ cái nền, và cũng phù hợp cho các bạn mà trong lớp IELTS để ôn lại bài theo cái mức là hoàn chỉnh nhất. À, nhớ nha. Thì nếu các bạn biết học với thầy biết rồi. Từ đầu tới cuối là tiết rất nhiều học, từ đầu tuần tới cuối tuần. Thầy dạy không ngớt ngày nào. Rồi tới đây ha các bạn. Này mạng mục chán quá. Thì ngày mai có này chứ chứ bị gì sao dạy, tại vì mấy cái tài liệu hầu như là các bạn thấy không có gì bị, chủ yếu cái bị cái Google nó bị hoài. Sky thì thầy sẽ sang sợ bị giật thôi hả? Nhưng mà nó vẫn vẫn đỡ Google, thì không có bật được tài liệu sao dạy. Chán không? Vậy sao sao bật? Rồi, tới đây ha các bạn, bị tình hình chung mình chịu khó thôi. Rồi chào các bạn.